anh Quân, tôi đến từ khoa nghệ thuật trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Và mỗi ngày nào chúng tôi đến với ngôi trường này, chập chững vào ngôi trường, và bây giờ đã cuối năm. Xin mời các bạn vào thăm phòng của chúng tôi. Đây, đây là anh Hiệp. Anh đang thu dọn đồ để về quê. Xin chào anh Hiệp, bạn có thể nói vài câu không? Tôi chẳng sao, mời anh. Vâng, anh có cảm nghĩ gì khi anh đang bức xúc không? Thằng nào giúp tao à? Giúp tao cái nào? Thế nào? Thế là cuối năm về hè thì anh cảm thấy có vẻ đấm bị rồi. Thôi, sẵn thôi anh Hiệp đi. À, chứ ra nhỉ? Đây là hộp à? Đây là bao giờ? Chị xác xin nói với các bạn đây một công việc cần sự tỉ mỉ cực kỳ cao. Anh Quân đang rất là tập trung, anh Hiệp đang view. Ôi bằng dính, nhưng mà xin lỗi, nhưng đây là bằng dính của anh Như. Không quan trọng. Đối với những phóng viên chúng tôi thì những việc như thế này là rất là bình thường. Vâng, xin mời các bạn đi xem giường của... Đây là giường của anh Hiệp. Hãy nhìn bên trên có rất nhiều các cô gái nhưng mà như đã bị mở. Vâng, nó đã tan hoang hết rồi. Vâng, xin mời, đây là cái du bích của anh Như. Đây là hòm của anh Hiệp. Chúng ta cùng xuống với giường của anh Như. Nào xin bây giờ chúng ta cùng xuống với giường của anh Như. Giường của người đang cầm cái máy quay phim này đó chính là giường của anh Như. Xin mời rất là ngăn nắp. Ngăn nắp. Và là chúng ta nhìn thì đây có thể rất là nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện. Anh thực ra là quay gần lại để biết được những chuyện gì. Vâng. Xin bảo đó là chuyện Zindo. Đây trên này có hai cái chữ rất đẹp. Hai chữ. Đây là bộ lục tục phụ. Đây là anh mà đang đấy đang nhìn. Hôm nay chú được sách gì nhỉ? Sách cấp 3 hoàn toàn. À mấy lại sách cái sách trăm băng vậy. Vâng, vào đây, chúng ta cùng đi thêm. Đây là anh Thế, rồi, người của anh Thế Hòa Bình. Thế Hòa Bình, vâng. Chúng ta nhìn thấy một chiếc quần dài. Chiếc quần của anh khi anh đi, sau một thời gian suy nghĩ thì anh đã quyết định mặc quần đùi để đi đánh bóng chuyền. Đúng, hợp lý. Không mặc quần dài để đi bóng chuyền nữa. Chính xác. Và đây là giường của anh Hùng. Giường anh Hùng, vâng. Chúng ta phải nhìn thấy một cái huy chương. Ba cái, vâng, ba cái huy chương. Mũ tay bèo, cốc bằng nước, chai, đèn, máy phun xương của anh Hùng đâu? Máy phun xương đây, vâng, chúng ta cùng xem này. Đây là giường của anh Minh ngày trước nhưng bây giờ đã là đổ đẻ đồ hết rồi. Đồ. Đây là cái máy phun xương của anh Hùng. Nhưng mà sinh ra máu nó đã hỏng. Vâng, nó đã hỏng. Đây là giường của anh Vượng. Anh Vượng đã về quê. Vượng Vượng. Mai anh sẽ lên. Rồi. Đây. Đây là rất vui mừng, đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh có thể đấy một hoàn cảnh vô cùng là thiếu thốn, nhưng mặc dù đã có một cái quạt thông gió chạy vù vù nhưng mà đang bị khuất. Đây xin giới thiệu đây là giường của anh Quân, tôi chính là tôi. Giường của đồng chí. Đây là một cái đàn chúng tôi sắm trước Tết. Nó rất là hay. Đây là toàn bộ bao quanh của giường tôi. Rồi. Đây là giường của Minh Phan. Hiện tại là rất là sơ sát, không có gì. Xin nhìn cái đống bùng nhùng như kia là quần áo của đồng chí Hiệp. Vâng, đây là quần áo của đồng chí Hiệp. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy vì rất là bừa bộn. Rồi bạn có thể cho biết một vài bài suy nghĩ của bạn khi vào phòng thăm phòng 104 được không? Có lẽ là phòng 104 là một phòng rất là điển hình cho sinh viên sinh viên của khu C4 chung. Và tôi có cảm nghĩ là vào trong này là rất là thân thiện. Như lên các bạn nữ thì các bạn ấy chỉ có vô vập lại để ôi anh này nổi tiếng, nên là tôi rất là sợ khi đến với những phòng của các bạn nữ. Vâng. Xin cảm ơn, xin hẹn các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye.